Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Việt Vũ của tôi. Vừa là bắt chiếc cái thằng dẫn chuyện ở đầu của cái Cyberpunk. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục Cyberpunk. Tôi game này bây giờ tôi sẽ không livestream nữa, hoặc là tôi sẽ hạn chế livestream thôi, và chủ yếu là tôi quay video và up lên trên kênh. Tại vì là quay video là tôi thấy cái chất lượng video nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, là một này. Thứ hai nữa là mạng nó không ổn định thì tôi cũng không sợ là kiểu đang livestream mà bị đứt mạng. Cyberpunk này thì nó vừa có một cái bản cập nhật 1,7 GB, và sau khi cập nhật thì đây tôi thấy là có vẻ như là khá là mượt mà anh em ạ. Không biết là nó fix được thêm bao nhiêu bug, tại vì là tôi cũng chưa đọc, nhưng mà nói chung là tôi thấy rất là ổn. Bây giờ thì tôi sẽ đi nói chuyện với lại ở tập trước ấy thì chúng ta đã đến và dự lễ tang của Jackie. Ở lễ tang này chúng ta có vẻ như là đã thuyết phục được bà mẹ chấp nhận cho cái sự hiện diện của cái em Misty này ở đây. Bà mẹ của Jackie thì không thích em Misty mà thích một em gái khác cơ. Cho nên là Misty không dám đến, nhưng mà tôi đã thuyết phục được Misty đến. And they say I've got my head in the Hey, clouds. Earth hey. to be. You all right? Cô ổn chứ? Yeah. I think I'm just Vâng. still in that garage mentally. I just need a sec. Em này em ấy vẫn vẫn cần thời gian để suy nghĩ riêng. Đang nghĩ về cái garage kia. Tôi không phải nói là không biết là có phải thực sự là sau cái bản update game nó tốt hơn không, nhưng mà ở trong đây tôi thấy là nó mượt mà hơn khá là nhiều nhá. Và đồ họa có vẻ như là ánh sáng với các thứ ấy nó cũng ổn hơn đấy. Có vẻ như là ổn hơn thật đấy. Để tôi đi nói chuyện với mấy cái người có cái chấm xanh xanh này. Tôi sẽ rất nhớ cậu ấy. Tôi cũng đang nhớ cậu ấy rồi. Me too. Here's to Jackie. Got off to greener pastures. I'll see you, Vic. Từ từ, sure. mẹ đang định Hang in there, kid. đang định nâng cốc để chúc mừng Jackie, sao tự nhiên nó lại chuyển mẹ xuống cái ấy nhỉ? Không được. Lốt lại. Làm người là phải có nguyên tắc. Đang định nâng cốc vì Jackie, tự nhiên nó lại chuyển sang cái đứng dậy, mất dậy. Lại thôi, nói chuyện với Hey, Misty phát. you all right? Cô ổn không? I just Rồi, được rồi, tôi cua đi, tệ đoạn này nói chuyện rồi mà. I'm gonna miss him. Torn up. Tôi nhớ cậu ấy. I already do. Me too, Cabron. Me too. Here's to Jackie. Not to off to greener pastures. Vì Jackie Jackie. Wells. A proud son of Haywood. Đứa con đáng tự hào của Haywood cái gì ấy. Rồi, tạm biệt. I should mingle, Vic. Tôi đi gặp những người khác tí nhá. Đó là mình gặp. À khoan, từ từ. Cái này nó có cái option nào để cho cái camera nó không quay theo hướng của mình không nhỉ? Tôi chơi game tôi rất ghét là cái camera nó quay theo cái hướng của mình. À, game tôi đang chơi ở chế độ Very Hard nhé. Snap Target Standard. Camera Motion là sao? À cái này là những ai mà chạy mà kiểu đầu nó lắc lắc ấy, mà bị chóng mặt thì có thể tắt cái này đi này. Nhưng mà hiện tại đến bây giờ tôi chơi thì vẫn chưa sao. Nếu mà anh em xem mà thấy bị chóng mặt thì anh em bảo tôi nhé. Để tôi tắt đi. Ground density. Mẹ. Interface. Minimap này on này. Help bar on này. On hết này. Bot health bar on này, background chat on này, armor counter hin active button. Cái này nó không có cái phần sticky dam number là sao?
Ground only map. Hình như nó không có cái thôi cái đấy tôi tìm hiểu sau, hơi mất thời gian. Tại vì là mỗi lần mà tôi quay cái camera nó quay theo ấy là tôi rất là khó xác định. Tôi xem tôi hay là để cái bản đồ lúc nào nó cũng ở một hướng ấy. Thì khi nhân vật tôi di chuyển ấy, tôi dễ xác định những cái điểm mà tôi cần đến ở trên bản đồ hơn. Pour you another for Jaquito. Weird being kỳ lạ khi mà ở đây mà không có Jackie. Can't shake the feeling I'm gonna turn around and see him sitting at the bar in his favorite spot where he always used to sit. Không thể là bỏ được cái cảm giác mà khi mà quay lại thấy cậu ta ngồi ở đây. Đi. Uống ghế rồi uống nhiều quá lại say. Thế như là tôi gặp hết những người đây à, còn bà mẹ nữa. It's so so good to see you. Thật là tốt khi nhìn thấy con. Bà đang nói mình ấy, kiểu tôi coi như tôi là anh em của thằng Jackie thì bà này chắc bà cũng coi mình như kiểu phận con cháu thôi ấy. Nghĩa là xưng mẹ con nghe có vẻ hay hơn là cô cháu. Hôm nay lúc nào đây? Here to say goodbye to one of your own, Padre. I'm here to say goodbye to a good man. Ta ở đây để nói chuyện với lại à, để tạm biệt một người đàn ông tốt. Không tin vào cuộc Padre, sống sau khi chết à? Jackie's looking down upon us from up there. I believe he has met God. Ta tin rằng nó đã gặp Chúa. That's it. I don't know if God left the meeting happy, but I'm pretty certain Jackie did. Không biết là cái cuộc gặp đấy có làm Chúa vui mừng không, nhưng mà ta chắc chắn là Jackie sẽ. Ông có biết Jackie, điều về Jackie không? Do you know him well? I remember the day his mother brought him into this world. The day his father left. The day he took you into his home. Yes, V. I knew him quite well. Oh, thế là cái bà mẹ này đẻ thằng Jackie ra mà không có bố à? Ông bố bỏ đi. Ông này đầu tiên tôi tưởng là bố của Jackie nhưng không phải. Mọi chuyện trên con phố này thế nào? This is not the place to conduct. Đây không phải là nơi để kinh doanh. Have some respect. Hãy tỏ ra tôn trọng đi. Mấy ông bảo mình phải tỏ ra tôn trọng đi. Đừng có nói chuyện kinh doanh vào lúc này. I'm gonna move on. Go with God. Đi với Chúa đi. Đi với Chúa tức là ông rủ mình chết à? Bó tay. Ông già ác vậy. Bây giờ tôi làm gì đây? Nói chuyện với bartender, tôi nói chuyện với bartender chưa nhỉ? Có rất nhiều những thanh niên nhìn khá là bố đời, ví dụ thanh niên này. Ôi thanh niên này rất là giống Jack Sparrow nhá. Jack Sparrow tên thật là gì nhỉ? Tự nhiên tôi quên xứ tên của diễn viên. Jaquito Wells in memory. How'd you meet Jackie? Sao anh biết Jackie? We started out together. Chúng tôi bắt đầu cùng nhau. Ở Valentino à? Thằng này chắc là trước là cùng làm việc với lại Jackie. Anh là ai? Gustavo Osta. Tôi là Việt. À, tôi nghe về anh rồi. Heartfelt condolences, friend. From me, Campo. And all the Valentinos. Thank you. All right. Quét why not? To Wells. May he rest in peace. Good for now. Thanks. See? You gotta know when to stop. Right, give me a break. Em này bảo đấy, anh thấy chưa? Anh ấy biết lúc nào phải dừng lại đấy, còn không như anh đâu. Uống là uống thôi. Bây giờ tôi phải gặp ai? Gặp bartender nữa là xong đúng không? Uầy. Wow. Rồi bọn này nó đi rồi. Tôi gặp bartender nữa. Bartender tôi gặp rồi mà chắc phải uống với thằng bartender này. Now, okay? Pour for Jackie. Uống vì Jackie đấy, uống cốc thứ ba rồi đấy. Amen, brother. Amen, brother. Tức là muốn xong nhiệm vụ của mấy thằng này là mình phải chọn cái màu vàng ấy. Các cái dòng màu vàng ấy thì nó sẽ xong.
Bây giờ tôi rời khỏi đây là xong cái nhiệm vụ này này. Thằng này tử lượng cũng được ấy chứ, uống 3-4 chén tequila rồi mà không vấn đề gì. Ở đấy, mẹ vừa nói xong bây giờ bắt đầu nó mới thấy lảo đảo này. Bây giờ đi gặp lão Tekimura. Đây là xe của tôi à? Đâu, thực ra đây là xe của tôi. Tôi thấy ở cái vụ tai nạn ấy. Nên là tôi... Nói chung là tôi lái xe chuẩn chỉ lắm. Thực ra là nó cũng chả mượt hơn tí nào đâu anh em ạ. Ra ngoài này mới thấy là nó chỉ thế thôi. Tao vừa đâm mày đấy, có đi không thì đứng giữa ngã tư thế à? Húc cho lòi ruột ra giờ. Anh em thấy quả thế nào? Lụa không? Lụa quá mượt. Giờ đi thằng này. Bọn NPC ông đây lái xe ngu thật. Con xe này chỉ được cái to thôi chứ còn đi chậm lắm. Mà lái cũng khó nữa. Kiểu quành kia các thứ là hơi khó. Không được linh hoạt. Chắc tại vì 6 bánh. Swag, swag, swag. Khoan, ở đây có cái vụ gì màu xanh xanh đang nhấp nháy kìa. Chết mẹ, đi nhầm đường. Bình tĩnh, làm gì mà đường còn bị hỏng, còn bị kiểu chớp chớp chớp. Thằng Tekimura kia hẹn mình ở xa vậy. Thằng Tekimura là thằng đệ của cái lão Saburo Arasako gì đấy. Bị thằng con nó giết đây anh em. Giết để nó xoán ngôi. Còn cái lão Arasako kia chính là cái lão mà bắt Zonishin vào hen, xong rồi chuyển vào trong cái chip ấy. Cái chip bây giờ đang gắn vào người của thanh niên Vi này. Và thanh niên Vi nếu mà không giải quyết được thì sẽ bị cái chip nó chiếm quyền điều khiển và chết. Hay là bị nổ và chết gì đấy, tôi không nhớ lắm. Đường loằng ngoằng vậy. Cái này mình có thể là còi để cho mấy thằng kia nó tránh ra không nhỉ? Mình phải đi ở trên hay ở dưới vậy? Mình như đi trên này này. Đây là cầu vượt à? Đúng là cầu vượt ở thế giới hiện đại khác. Xây cả cái tấm chắn ồn ở đây luôn. Đây mấy cái này giống như kiểu mấy cái tăng tốc ở trong mấy game đua xe nhỉ. Có cái này là xe sẽ bứt tốc thần thánh này. Nào, làm sao? Làm sao tránh được? Thời gian ngồi trên xe đi hơi xa, hơi lâu. Ơ? Nhầm đường à? Khoan từ từ, nó báo cái chấm than kia là cái gì nhỉ? Trên bản đồ kìa. Bình tĩnh đi các bạn. Đây thì phải. Độ xe này chắc gọn rồi đấy. Ôi mẹ xong. Sao tôi cảm giác nó giật thế nhỉ?
Xem là nó có thay đổi lại cái setting của tôi, update nó có thay đổi lại setting của tôi không? Custom 2 mà medium 222. Ờ, vẫn thế mà sao mẹ? Update xong lại ngu học hơn à? You do not look so bad. Anh trông không tệ lắm. In the car, I doubted you would survive. Trong xe tôi đã nghi ngờ là anh không thể sống được. Tại sao lại giúp tôi? Anyway? I needed you to live. Tôi cần anh that sống. Điều đó không thể thay đổi được. Có phải vì con chip này không? That's why I'm here. Đó là lý do tôi ở đây à? I hear it's damaged beyond repair. Any attempt to extract it will be disastrous, fatal for you. Vic likes to talk, I guess. Sự hủy hoại không thể chữa trị. Not many could do what he did. You should be thankful. What's ý rằng này nó nói là mình còn sống như một sự thần kỳ ấy. To begin, you must tell me where to find Evelyn Parker. Để bắt đầu thì anh phải nói cho tôi tìm Evelyn Parker ở đâu. Là cái con bé khách hàng ấy. Barasaka had intimate relations. She knows how to get to him. You thinking I ought to have a word for myself? She promised to help me get rid of the chip. I would not count on that. She's likely gone. Very far away. Bây giờ thằng này bảo là nếu mà tìm được em kia thì em kia đang có mối quan hệ với cái thằng Arasaka kìa, thì là sẽ tìm ra cái chỗ của thằng Arasaka kìa từ cái em đấy được. Và mình bảo là nếu mà ông muốn tôi giúp thì ông phải giúp tôi gỡ con chip này ra. Why you figure ông đang tìm cô ta à? I tried to locate her but had no success. Tôi đã cố tìm cô ta nhưng mà không thành công. You said Parker could help you remove the relic. Does she work for a corporation? Đâu? Nếu em đấy có thể, mình bảo với thằng này, vừa bảo thằng này là em ấy có thể giúp mình tháo cái con chip. Thằng này nó hỏi thế thì liệu cái em đấy có làm cho một cái tập đoàn nào đấy không? Không rõ. Thằng này nhìn cái mặt nó có vẻ không tin mình lắm. Evelyn biết về cái relic này. But she showed that slimy getting corporate agents. You know the kind. I too possess this slimy you speak of. You got tossed out, lumped with the outcasts easily. Or have you forgotten? Ok, có cái mạng sống cần phải cứu mà đấy chính là của tôi nên là được rồi, tôi giúp anh giúp tôi đấy. Wait, I need you. I need you cái gì? Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka. Crime of patricide. Cần phải trả lời cho cái tội lỗi của hắn. In Night City, I seek công lý ư? Ở cái Night City này á? Tôi cần phải trả thù. Tôi cần phải khiến cái thằng Yorinobu quỳ trên đuối của nó. And you think they'll trust the word of a merc? I have nothing better. Anh tin tưởng vào cái lời nói của một thằng lính thuê à? Tôi không có cái gì tốt hơn ngay lúc này. Tôi không có ai cả. Tôi đang bị săn đuổi. There's no time to waste, B. So what? We stroll into Arasaka HQ and announce that Yorinobu's a kin killer? Anh muốn gì? Anh muốn bây giờ trước tập đoàn Arasaka và công bố cái tội lỗi của thằng Yorinobu đấy à? Certain procedures will be used to establish the truth. A lie detector? Forget it. Máy kiểm tra nói dối. In that case, another option. You are dying. You do not know how to save yourself. Anh đang chết và anh không biết làm cách nào để cứu mạng sống của mình. Còn chip, cái relic đấy. Technology made by một công nghệ của Arasaka. Technology they alone know. Cái công nghệ mà chỉ có họ biết. Cái tập đoàn này có thể giúp anh. Cũng giống như cách mà nó dễ dàng khiến cho anh biến mất. Cách tốt nhất của anh là khiến cho mọi người về phía của mình bằng một cách
be? Thôi được rồi. You mean people like Anders Hellman? You know this name? Giống như Anders Hellman à? Prep for the heist thoroughly. Relic is Hellman's design, his creation. And true. Cái relic này là của I was thinking of cái thằng đấy, cái thằng Anders gì đấy nó thiết kế ra mà. Hellman gì đấy. Anders Hellman escaped to Arasaka. Betrayed it. Nhưng mà lão đấy là đã phản bội và rời khỏi tập đoàn ấy rồi. Gì đây? Đang chiếu phim gì ấy? TV ở cái thế giới này bọn này nó cứ thích xem với cái frame rate khoảng tầm 15-20 FPS gì đấy. Now, Hanako-sama, I would first like to ask you. Fucking soccer scums everywhere. Hey, I was listening to that. Shut up. Nobody except you wants to watch that shit about that corpo cunt. What did you say? You heard me. Let it go, Takamura. At least one of you's got some fucking sense. Thằng này không ship thích xem cái chương trình đấy, bảo thằng chủ tắt đi nhưng mà hai thằng có vẻ anh đừng có gây sự chú ý. I'm sorry. A stupid reflex. Xin lỗi, chỉ là một cái phản xạ ngu ngốc thôi. Trước chắc vẫn bú đời, vẫn kiểu làm quan to. Get back. Cảm ơn vì những yêu cầu của anh. Tôi cần thời gian để lên kế hoạch, sắp xếp. You stand to gain much if you help me. All I ask is that you do not leave. Tất cả những gì tôi yêu cầu là anh đừng có rời cái thành phố này. Rời khỏi, tại sao tôi phải rời khỏi? Someone other than Arasaka specialist? There's no one. No alternative. Actually, we just talked about some. Thôi đi tìm em, nó có hai cái lựa chọn bây giờ, một là đi tìm cái thằng kỹ sư mà đã thiết kế ra cái con chip này. Hai là đi tìm em Evelyn Parker, được rồi tôi đi tìm gái thôi. Nếu như cô ấy không thể giúp anh, thì cô ấy thì sẽ không biết đâu. Yes, I thought it ironic. Thieves have none. There's just honor. Nó danh dự và niềm tin gì? Arasaka would agree, I'm sure. Yorinobu Arasaka. The Parker woman will not help you. Why are you? I would think about a plan B. Người phụ nữ đấy sẽ không giúp cậu đâu. Nếu như tôi là cậu thì tôi sẽ đi tìm, à tôi sẽ theo cái kế hoạch B, tức là đi tìm cái lão kỹ sư ấy. With a bit of luck, I'll track down Evelyn. If she could not help you before, she will not manage to now. Nhưng trước đây cô ta đã không giúp được cậu thì bây giờ cũng không giúp được đâu. Yes, I thought it ironic. Đéo em cho mình hai lựa chọn, xong cuối cùng bây giờ lại ép mình phải lựa chọn một. Đéo, không đứng dậy được. Bắt buộc phải chọn cái lựa chọn một thôi. Anders Hellman. À cái lựa chọn hai rồi. He invented the relic. If I want to get rid of it, he's my man. That means picking another fight with Arasaka, so be it. Hellman defected. Muốn tìm cái lão kỹ sư kia là chiến với thằng Arasaka kia rồi. Looking for him. He, what's the expression? Dropped off the face of the earth. Tôi phải tìm Hellman ở đâu? He was the one to alert Saburo-san to Yorinobu's schemes. Tức là cái lão kỹ sư đấy đã cảnh báo cái ông già ấy, ông bố của thằng Arasaka kia ấy về cái kế hoạch của nó. Nhưng mà bây giờ nó đã phải trốn chạy rồi. The club called the afterlife. I was quickly dismissed by the queen of fixers there. Rogue. Anh không có kinh nghiệm nói chuyện với những người như thế à? Lão kia đang trốn ở một cái nơi gọi là Afterlife, nhưng mà cái thằng này có vẻ là mâu thuẫn với lại bà chủ ở đấy, không được vào. Giờ chắc là nó cần mình phải vào đấy. Might be worth asking her about Hellman. I wish you luck. The old man is choosy, expensive and rude. Xong chưa? Mẹ game nói chuyện hơi nhiều đấy.
I cannot stay here any longer. Giờ mới nói là tôi không thể ở đây lâu hơn. Look for Parker, Helma, whoever. I must see some friends. Làm gì mà cũng muốn tìm Parker cũng được, Helma cũng được, ai cũng được, tùy cậu. Ready to listen. I will call you. Thằng này bây giờ vẫn còn tay chân ở trong tập đoàn Arasaka. Nếu như mà có phép màu nào đấy mà cậu tìm được Hellman thì hãy nói với tôi. Zapper dumples and filth. In some ways, Night City never changes. Bằng cách nào đấy thì Night City chẳng bao giờ thay đổi cả. Bọn Arasaka vẫn là một cái tập đoàn máy móc. Hey, at least Rogue's still alive. You know, you got some nerve. First you had to kill me, now you want to be my pal. Make like nothing happened. Ban đầu anh định giết tôi, bây giờ anh làm cho tôi là anh em của anh ấy, coi như việc gì chưa từng xảy ra ấy. Anh muốn cái đéo gì? Tôi đang xử lý vài thứ. Thay đổi cái suy nghĩ của tôi, cái gì đâu. Hey, wasn't easy for me either. You woke up in a landfill, I woke up in your head. Wrestling with your thoughts, memories. Anh thì sống dậy trong bãi rác, còn tôi thì sống dậy trong đầu anh. Cuộc sống không dễ dàng với tôi đâu. Keanu nhìn. Bây giờ đang đề nghị là giúp đỡ lẫn nhau này. So, ready? Tôi không tin anh. Remind me again. Trust me, don't trust me. Tin tôi, không tin tôi. Tôi đéo quan tâm. You're the ghost of Christmas past, asshole. Any friends you had are either dead or so old their memory's gone. Johnny Silverhand died a legend. Nobody forgets that. So you fucking know Rogue. What do I say to her? Got a talking brain tumor claims it's her old friend Johnny. Thằng này nó bảo là em Ro ấy, cái em mà đi cùng với nó ở trong cái vụ khủng bố trước đấy vẫn còn sống. Bây giờ phải đi tìm Ro. Senior memories. Rose. Rogel danced any tune I play or just get us to the afterlife. Bây giờ đến Afterlife có vẻ như em Ro vẫn ở đấy. There is no. Đây không có chúng ta ở đâu. Chỉ riêng tôi thôi. Anh hiểu ớt đâu rồi. Đang định đe nẹt vài câu. Vãi cứt. À đây. Nhầm đường. Đéo hiểu sao tự nhiên game có vẻ FPS. Từ từ anh em đợi tôi chút, refresh phát ra nào. Sao tự nhiên FPS của game nó tệ đi. Nên này, bình thường lại rồi nên. Rồi rồi, không hiểu sao FPS lại tệ vậy. Xem lên được thêm một level nữa rồi này. Bây giờ tôi có cái kỹ năng này rồi, xem nào. Tôi thấy là cái Hidden Blade là một cái rất là lợi hại của cái Increase Damage Blade 1%. Với mỗi 1% máu của kẻ thù mất. Cái này tôi nghĩ là mình cứ tăng tăng mắc cái blade này trước đi. Nhưng mà từ từ để tôi xem là cái phần body này nó có mấy cái. Tôi thấy bọn nó nhảy nhót các thứ kinh lắm. Để xem nó có cái kỹ năng nào của Sprint không mất stamina này. Mấy cái về nhảy nhót. Né tránh cũng không mất stamina này. Toàn mấy cái ngon vãi đái. Giảm cái sát thương khi rơi thêm 5% này.
Đây có cái chạy và né không mất stamina này là hai cái mà một class cận chiến siêu siêu cần. Tại vì mình cần phải áp sát chúng nó mà. Mà áp sát mình mà kiểu chạy hoặc là lướt như này mà tốn stamina ấy, thì đến lúc mình áp sát là không còn stamina để chiến nhau nữa. Nên là tôi nghĩ là hai cái này rất là cần thiết. Hai cái này là hai cái cần thiết này. Và tối đa là mình phải tăng 14 điểm cho cái body này thì mình mới tăng cái đấy được. Nhưng mà tôi vẫn đang rất là cần cái cool này. Cái cool này có một số cái này ở cái khâu blood này này. 16 điểm thì mới tăng được cái này. Cái này là mỗi khi mà mình giết kẻ thù ấy thì mình sẽ được một stack của Cold Blood. Và với mỗi stack của Cold Blood này thì mình sẽ tăng tốc độ di chuyển 2%. Và cái này là mỗi stack thì tăng tốc độ đánh thêm 10% này. Cái này thì tăng sát thương bằng vũ khí cận chiến là thêm 5% này. Hai cái này cộng lại là tăng 15% sát thương này. Và thêm cái này là cộng thêm một stack này nữa là mình sẽ có tăng thêm 30% sát thương nếu mà mình tăng ba cái skill này. Mà cái này mà tăng lên level 2 thì nó sẽ còn mạnh hơn nữa. Ba cái này khá là ngon này. Mà tôi cần phải tăng lên 16 điểm thì tôi mới tăng được đủ ba cái đấy. Nên tôi nghĩ là trước tiên là tôi cứ tăng cái này lên 12 điểm trước và bây giờ mới có 7 điểm. Còn cái này bây giờ mới có level 10. Cái này là tăng cái thời gian mà chúng nó bị bleed này. Cái này là tăng sát thương thêm 50% đối với những cái kẻ thù còn đang đầy máu. Toàn skill ngon này. Cái này né tránh còn hồi 15% stamina đấy chứ. Mười lăm điểm. Tôi nghĩ là dồn hết vào một cái để lấy được cái này đi. Tại vì là cái này ấy, mười lăm điểm này là cứ mỗi một mình đánh kẻ thù ấy, nó cứ mất 1% máu thì mình tăng 1% sát thương ấy. Thì khi mà kẻ thù nó càng ít máu thì mình giết nó càng nhanh. Được, được, được. Tôi cứ tăng cái flex này lên 15 điểm đi. Còn những cái khác thì tính sau. Cái này là tăng maximum stamina này là tôi cần này. Tăng cái này đi. Câu blood này thì chưa tăng, tại vì khi nào mà mình tăng được hai cái này ấy, thì tăng cái này nó mới có hiệu quả. Chứ còn bây giờ chưa tăng được hai cái này, tăng cái này không có hiệu quả gì cả. Tăng thêm 2% tốc độ chạy nó chả bỏ bèn gì. Đéo hiểu sao giờ tự nhiên cảm giác nó bị giật hơn. Đéo hiểu bọn kia nó update cái kiểu chó gì. Bây giờ tôi phải làm nhiệm vụ gì đây? Làm mấy cái nhiệm vụ phụ trước này. Đây có một cái. They're not even human. Vampires, the lot. Đéo ơi, thằng này nó cứ nói cái gì mà sao tôi không tương tác để tôi làm nhiệm vụ được nhỉ? Bây giờ là mình đi đến cái quán bar của Lizzie để tìm em gì đây? Don't come near me. Thằng này nhìn có vẻ rất là nguy hiểm anh em ạ. Nó có cái hình đầu lâu kìa. Báo hiệu là nó rất là nguy hiểm. It's a fucking world. Don't forget who's the boss around here. Vãi cứt. Thằng đấy là cái gì ấy nhỉ? Từ từ bây giờ tôi phải đến Lizzie Bar để. Con Judy optional. Judy là ai?
Judy là ai? Vi? Anh ấy à? Tôi tưởng anh tèo rồi. Cô không phải là người duy nhất nghĩ tôi đã chết đâu. Cô nghe về vụ cướp à? Vụ trộm à? Cô nói chuyện với Evelyn rồi à? Chả cần đâu, tại vì cả cái thành phố này biết về chuyện đấy rồi. Tôi muốn nói chuyện với Evelyn. Tôi không muốn nói chuyện với cô ta đâu. Cô biết cô ấy ở đâu à? Tôi muốn... Tôi vừa nói gì? Bỏ nó đi. Tôi không nói chuyện lại đâu. Cảm ơn đi. Đấy là cái hy vọng duy nhất của tôi. Tất cả mọi thứ tôi còn lại, tôi cần tìm cô ta. Làm ơn hãy gặp tôi, ok? Rồi bây giờ tôi về Lizzie để gặp Judy. Mình có nên đi làm nhiệm vụ chính ngay không nhỉ? Hay là mình... À từ từ tôi quay về nhà tôi, tại vì là có một cái thằng mà có cái nhiệm vụ. Nhà mình đâu nhỉ? Tôi xem có cái một cái nhiệm vụ là mình cần phải làm ở nhà mình ấy. Đây. Bây giờ tôi cần phải nói chuyện với thanh niên tên là Barry. Giờ tôi không có xe, nhục vậy. Cái game này á, cái hệ thống cảnh sát của nó phò phạch vãi cả đái ra ấy. Nhớ hiểu sao làm cho có cảnh sát thì đứng đầy đường nhưng mà cái hành động của bọn cảnh sát nó rất là ngu. Đây. Cái gì vậy? Thằng kia nó vừa đâm. Ngay nhà mình ngay đây. Giờ nó quét này, scanning này. Mẹ, game đéo gì, update xong cảm giác lại giật giật hơn là sao? Lúc ở trong cái nhà kia thì rất là ngon nhưng mà... Xong cái xương khói ở đâu đây? Trong cái game này nó làm những cái quảng cáo bệnh hoạn, đừng hỏi luôn ấy. Đâu rồi? Cái... Cái kia đâu? Trên đây à? Barry? Barry? Am I remembering that right? Nếu như tôi nhớ không nhầm, ai vậy? Vi đây, tôi sống ở trên tầng trên, nhớ được không? Đã từng nói chuyện về lái xe. Chúng ta đã từng nói về cái ống xả của cái hãng gì đấy. Tôi không nhớ có cái chuyện gì như thế xảy ra cả. Tôi nhớ rồi, anh muốn gì? Want to talk, that's all. Muốn nói chuyện với anh thôi. I know it's what you need right now, even if you don't. Tôi biết anh cần gì bây giờ. I can't turn back time for you, but I can sit next to you. Tôi không thể quay lại thời gian cho anh, nhưng mà tôi có thể ngồi cạnh anh và nói chuyện. Now hold on a sec. We barely know each other, and you just rock up. Tính nào chúng ta chỉ biết một chút về nhau thôi. You get the idea something with me was up. You watching me? Someone send you? Có ai gửi anh đến đây à? Có một cái lựa chọn là bạn của anh bảo là tôi ghé qua và hỏi thăm anh xem như nào, hai là anh cần phải ra kia và sống một chút đi.
Thì tôi nghĩ là nếu mình nói như này mình sẽ bị lộ ra ngay, tại vì là mình chắc gì mình đã biết thằng bạn nào của thằng này đúng không? Nó hỏi sâu thêm một tí là mình lộ ra ngay. Thôi, hãy ra ngoài và sống một chút đi. Uống vài cốc với bạn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Đừng có tự kỷ như thế. Có thể là tôi không muốn xử lý bất cứ chuyện gì. Sao anh? Nhìn em kinh vậy. Ờ, được thôi. Vào đi. Anh... Có vẻ như anh cũng chả giải quyết được cái vấn đề, thay đổi được cái vấn đề gì đâu. Nó cho mình vào là tốt rồi. Mẹ thanh niên này sống ngu rồi, sống bẩn thế. Căn hộ của nó thì cũng giống như của mình ấy, có cái tranh đẹp đấy chứ. Good. Từ từ tôi đi quanh nhà thanh niên này xem nào. Thanh niên này có vẻ là khá là thích thú với cái thằng này, là cái thằng mà như là đệ của cái thằng Arasaka ấy. Tôi quét qua một chút về nhà cái thằng này xem nào. Sao lại có distract enemy ở đây? Đây có một cái cánh cửa. Nhà vệ sinh thôi, không có gì. Được rồi, F5 phát nói chuyện với thanh niên này xem nào. I lost someone close to me too. Tôi cũng mất người bạn thân thiết của mình. What do you mean too? Anh nói là cũng là sao? Đây là về Andrew. Best bud I ever had. Người bạn thân nhất mà tôi có. Only person I could spill to with. Tôi biết anh ấy cả cuộc đời này. Nói chung thằng này cũng vừa mất một thằng bạn thân. À, thằng bạn thân của thằng này là cảnh sát. Chắc là vừa hy sinh. Thế thì cũng giống mình, thanh niên Jackie cũng vừa mới hy sinh xong. You didn't have anyone to unload on at work? How about Petrova and Mendez? Petrova's a decent gal, but she's not good with this stuff. Mendez just doesn't get it. He thinks us blues need to be tough. Can't bear the sight of a kid getting murdered. Born with pussy genes. Tức là bạn của thanh niên này là một cảnh sát rất là tốt đấy. Lúc nào cũng nhúng mũi vào những chuyện nguy hiểm để bảo vệ kiểu trẻ con với lại các thứ. Làm sao mà Andrew lại hy sinh? Không quan trọng. Normally, from old age. It's no wonder, seeing as he was only a few years younger than my grandma. Dying of old age? In Night City? Chết vì già ở cái Night City này. Whole world should gaze up at it in awe. Ashbox and the ninja will have to do. À, hóa ra là cái lão Andrew đấy rất là già rồi, chỉ trẻ hơn bà của thằng này vài tuổi thôi, và chết vì già chứ không phải là hy sinh vì chiến đấu hay vì trộm cướp gì cả. Vậy thì Andrew giống như là ông của anh hả? Không đến mức như thế. Ông ấy giống như là cánh cửa sổ của quá khứ hay là cái gì đấy tương tự. Ông ta gợi nhớ cho tôi về ông của tôi. He was the last living record of those times. Mọi người thì đều có giới hạn của mình. Everyone's got their limits, even him. Thậm chí là ông ta. Not like you. What if he's right though? Maybe my genes are soft. Don't only the strongest survive. If he felt nothing, that means his loss wouldn't have had any meaning. I guess so. Thanks for the talk, V. I need time to take all this in. Sure thing. Take care. Nói chung là mình thuyết phục được thanh niên này bình tĩnh lại rồi. Tức là thanh niên này có một cái người ông, một người ông thân thiết đã chết vì tuổi già, nên là thanh niên này rất là tuyệt vọng, nghĩ đến cái chết. Bây giờ mình vào mình nói chuyện thuyết phục được thanh niên này rồi. À, bây giờ
trước khi mình nói chuyện với lại bọn cảnh sát, nó còn có một cái optional gì là đi tìm cái nick đéo hiểu nick là cái gì, tiếng Anh tôi hơi cùi. Bây giờ tôi đi tìm cái kia về cho. Nói đã làm quét thì mình phải làm đến nơi đến chốn. Game của CD Projekt Red thì những cái nhiệm vụ phụ nó cũng có những cái rất là hay, có rất nhiều nhiệm vụ phụ nó còn để lại cảm xúc hơn là một số nhiệm vụ chính. Thế thành ra là tôi sẽ làm những cái nhiệm vụ phụ để anh em có thể trải nghiệm được cái tựa game này tốt hơn. Mặc dù là đây là một cái quyết định rất là sai lầm của CD Projekt Red khi mà họ cho cái game này nó ra mắt khi mà nó chưa sẵn sàng. Chúng ta có thể thấy là họ đã mất cả gần chục năm để họ gây dựng tên tuổi của mình. Một cái nhà phát triển mà có tâm rồi, vì game thủ rồi ABC Z, nhưng mà tất cả đít. Mẹ gì vậy? Bị gái nó hốc ạ. Cú đi. Đang sang đường. Lái xe ngu vậy. Mình đã sang đường một cách rất là nhanh nhẹn đấy rồi mà nó còn đâm được vào mình. Cái trò này bọn NPC nó lái xe nó không quan tâm người đi bộ đâu anh em ạ. Ví dụ như anh em chơi GTA ấy, mà anh em chạy băng qua đường, mấy thằng lái xe nó thấy là nó sẽ dừng lại, nó phanh lại xong rồi nó chửi mình. Nhưng mà cái trò này là nó húc luôn, không cần quan tâm luôn. Mà bây giờ tôi đang không hiểu là xe ô tô của tôi bị hỏng ấy. Làm xong nhiệm vụ kia tưởng được ô tô mà cuối cùng là không có cái ô tô nào. CD Projekt Red họ mất rất nhiều thời gian để gây dựng cái tên tuổi của mình. Xong rồi bây giờ cuối cùng là họ chứng minh được rằng là họ cũng không khác những thằng khác là mấy. Đầu tiên là chúng ta tưởng họ ở mức này nhưng thực ra họ chỉ ở mức này thôi. Có thể là bây giờ EA với lại Activision Blizzard với lại Bethesda các kiểu đang vẫy tay và chào mừng về với team của chúng tôi đấy. Anh giả vờ đã đủ rồi thì bây giờ hãy quay về với chúng tôi, nó đỡ mệt. Giả vờ làm gì nữa cho nó mệt. Cái Cyberpunk 2077 này ấy, thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ sau vài bản cập nhật nữa rồi nó cũng sẽ đạt được đến cái mức ổn định và nó sẽ cũng là một tựa game hay thôi. Nhưng mà tên tuổi của CD Projekt Red thì giờ nó bắt đầu có mùi rồi. Cái mùi đấy là mùi gì thì chúng ta sẽ cần phải ngửi thêm một thời gian thì mới biết được. Xem cái màu sắc thực sự của studio này nó như nào. Nhưng mà ở trên tin bài, ở trên mạng thì chúng ta có thể thấy được một điều, đấy là rất nhiều những cái developer của CD Projekt Red họ cũng đang bắt đầu bất mãn về cái cách làm việc của đội ngũ quản lý rồi. Có rất nhiều tin bài cho thấy là những cái ý kiến của đội ngũ dev game, đội ngũ phát triển họ đưa ra ấy, thì là cái bộ phận quản lý họ không quan tâm lắm. Họ làm theo ý của họ, thành ra là nó mới có cái sự việc là một tựa game nó chưa sẵn sàng được đưa ra mắt như thế này. Tôi thấy là khi mà game chưa ra mắt ấy, nói chung là game thủ thì có nhiều người, có những người họ sẵn sàng, họ thông cảm, họ chờ đợi. Còn có những cái bọn mà chẩu một tí thì nó cứ dẩu mồm nên nó đòi delay game hay là như nào thì nó cũng sẽ dẩu mồm nên nó đòi thôi. Nhưng mà cái quan trọng ấy là khi một tựa game hay nó ra ấy, nó mới là cái quan trọng nhất. Một tựa game mà nó hoàn thiện, hoàn chỉnh. Chứ chỉ vì kiểu là game thủ đòi hỏi là phải ra game ngay mà ra một cái tựa game cuối cùng chơi không chơi được, xong rồi trên PS4 còn chả chơi được, thế thì Sony nó còn phải gỡ game khỏi store để nó cảnh cáo như thế thì đúng là nó không ra gì cả. Có thể là delay game một chút thì cũng sẽ bị kêu gào rồi chửi bới rồi ABCXYZ thế này thế kia thành meme thôi. Nhưng mà còn hơn là ra một tựa game không ra gì, xong rồi cuối cùng nó còn mất uy tín còn kinh hơn. Bây giờ thì Cyberpunk thành cái meme cười vỡ bụng trên internet rồi. Khổ tôi quá, đéo biết đi như nào đây. Hay là cướp cái xe này đi cho nhanh. Anh ơi mượn xe.
Anh ơi mượn xe. Cháu hiểu sao. Giờ phải đi bộ. Một cái game thế giới hiện đại này mình phải đi bộ. Đứng lại, mượn cái xe nào. Ui đi, mẹ. Con này nó không tránh thôi anh em ạ. Tôi định lừa lừa, tôi mở cửa xe kéo thằng kia ra nhưng mà không được. Ra ngoài. Sorry sorry. Em gái. Vội vàng nhảy ra ngoài theo. Xe thanh niên này khó lái quá. Đây là cái chỗ nào nhỉ? Đây là như kiểu là nghĩa trang à? Em chào các anh Cảnh. Xe này xe em mượn anh em ạ. À, các anh ạ. Vừa có một cái bạn ấy tốt lắm. Bạn thấy em đang đi bộ thế, bạn ấy bảo là thôi đây lấy xe tới mà đi này. Đây là nghĩa trang thành phố. Hey look. Look cái gì? Andrew. Hey look. Would you look at that? You see it too, right? Either gone completely whacked or I'm having a mystical moment. À thằng vừa rồi thằng Silverhand nó vừa nói mình là hãy nhìn cái chỗ này đi. More likely a neuron misfire for Victor to check out. Or maybe I ask them both. Barry's not okay. I mean, if that tortoise was the one thing that got him up in the morning. Now you're starting to get it. His friends have to know. Hopefully it's not too late. You know how it goes. Stare too long into the abyss will stare right back at you. Taking a step into it wouldn't be so drastic, considering the shit he's seen in his lifetime. Andrew này có vẻ người đéo đâu. Andrew là một con rùa mà. Đây là nó viết này. Tuy là ông là một con rùa nhưng mà ông đã lắng nghe giống như một con người vậy. Ông đã cùng với tôi khi mà bà của tôi giải thích cho tôi là điều gì là đúng trong cuộc sống này. Ông là những cái gì đấy à, là cái ký ức cuối cùng của sự tốt đẹp của thế giới này. Hãy yên nghỉ đi. Hóa ra là Barry, à Andrew là một con rùa. Thanh niên Barry kia là, tôi tưởng là người thân là ông là gì. Hóa ra là một con rùa. Vãi trưởng ạ. Tự nhiên mình thấy có chữ to toi ở đấy, đang bảo là cái quái gì mà có to toi xong nói chuyện với thằng Silverhand. Có khi là mua một bạn rùa khác tặng cho thanh niên đấy thì thanh niên ấy sẽ vui vẻ lại nhỉ. Nhưng mà vì một con rùa mà sẵn sàng tự tử là hơi quá. Ôi! Đi đứng thế à? Lấn cả làn người ta kìa. Anh em nhìn nó lấn làn kìa. Đè qua vạch vàng. Nếu mà anh em chưa biết về luật giao thông ấy, đi đường mà anh em thấy vạch vàng kẻ ấy, cái vạch vàng ở giữa này thì tức là đấy là đường hai chiều, sẽ chiều ngược lại sẽ có xe đi. Còn nếu nó là vạch trắng ấy thì nó là đường một chiều, chia làn cho đường một chiều. Còn nếu mà có vạch vàng này là chia làn cho đường hai chiều. Và cái vạch là cái vạch vàng mà nó là nét liền như này ấy thì là mình sẽ không được phép lấn qua.
Còn nếu mà nó là nét đứt thì mình sẽ được phép lấn qua. Lấn qua đấy là kiểu như là mình xin nhan, mình xin đường, mình xin qua ấy, là được lấn qua. Đấy, ví dụ như anh em nhìn ở giữa nó đang là vạch trắng này. Vạch trắng thì là nó sẽ không có xe đi ngược chiều, mà đây là đường một chiều. Cái làn bên kia sẽ là dành cho những cái xe kiểu xe tải hay là gì đấy, còn làn bên này thì dành cho xe con chẳng hạn. Nó cũng sẽ cùng là một chiều thôi. Còn nếu mà nó là vạch vàng ấy thì nó sẽ có xe đi từ chiều ngược lại lại. Nó là kẻ báo đấy là đường hai chiều. Ở đây đang giải thích về an toàn giao thông các kiểu. Đít mẹ. Chém gió với anh em, cái chỗ này nó lại thành đường hai chiều mất rồi. Bọn Night City thì chả hiểu gì về. Đây một bên chả hiểu gì về về luật giao thông, kẻ cái vạch là nhà kê quá. Thế này đến đây bắt đầu lại vạch vạch vàng nữa này. Đây là anh em nhìn này, nó có vạch hai chiều này. Bọn này đi kiểu gì đây? Mẹ dừng xe giữa đường thế à? Tránh đường ra, đi sai luật rồi em ơi. Sorry. Dừng quá đúng luật luôn. Bao công chạy tít mù mấy cây số, cuối cùng phát hiện ra là đấy là mộ của một chú rùa. Giờ nói chuyện bọn cảnh. Ô, cái hãng này là hãng gì đây? Thức ăn chó à? Hay đá cái game này. Wet Dream này. Thấy quảng cáo toàn những cái sản phẩm liên quan đến sexual. 80GB đầu tiên. 80GB gì vậy? Đâu, cửa ra đâu? Ở đây. Game này cứ túc tắc mà chơi đây anh em ạ, không việc gì phải rush cả. Cứ túc tắc mà thưởng thức xong rồi. Ui, mông hơi hơi ấy nhá. Hơi chảy nhá. Xong rồi tay em này bị làm sao này. Mặt thì cũng trẻ cũng được. Tí nôn. Nói chung là thế mà đéo hiểu sao tôi lại tưởng là thanh niên Barry kia, à Andrew kia là cảnh sát. Đéo hiểu tôi đọc kiểu gì mà ra là cảnh sát ạ. Barry đã nói gì với anh về cái người bạn đã mất của mình? Không nhiều lắm. À, gần như là không nói gì. Đó là người duy nhất có thể hiểu cậu ta. Nó lừa đấy. Mình có nên nói thật ra đấy là con rùa của thanh niên Barry không nhỉ? Hay là mình nói là cái sự tuyệt vọng của Barry? Nếu mình nói ra bọn cảnh sát nó sẽ không quan tâm nữa đúng không? Nó sẽ không quan tâm đến cái thanh niên Barry kia nữa. Nó sẽ cho là một con rùa chết mà làm trò như thế. Nó sẽ không quan tâm thì có thể nó không theo dõi nữa. Và thanh niên Barry sẽ làm điều dại dột đúng không?
À, tôi cứ nói là thanh niên Barry rất là tuyệt vọng. We had a little chat. He seems chilled, but seriously, anh ấy đã bình tĩnh lại rồi. He's got a bone to pick with Mendez. What? So why doesn't he say so to my face? Got another drive, son. Clearly he couldn't stand his job and didn't have anyone to talk to about it. He said you didn't even try to understand him. See? Was I right? Anh không cố để hiểu cậu ta thì cậu ta sẽ không tâm sự với anh đâu. Kiểu thế. Shake some sense in him, trust me. We'll see. We'll have to check in on him later. Đấy. Thanks for your help. Nó bảo là chúng tôi sẽ kiểm tra lại cậu ấy sau ấy. Thấy chưa? Nếu như mà tôi mà không nói như thế mà tôi nói đấy là con rùa là bọn này nó sẽ không quan tâm đến thanh niên Barry nữa đâu, tôi đảm bảo luôn. Và có thể là thanh niên Barry kia là sẽ tự sát đấy. Đấy, bây giờ cái nhiệm vụ này lại sau vài giờ nữa nói chuyện lại với Barry này. Rồi tôi về nhà tôi ngủ phát anh em ạ, đang ở gần nhà mà. Tôi về nhà tôi ngủ phát xong rồi chúng ta sẽ xuống nói chuyện với thanh niên Barry để cho nó xong cái nhiệm vụ ấy đi. F5 phát thôi nào. À trước khi ngủ thì phải tắm nữa chứ. Mẹ tắm đéo mặc nguyên quần áo tắm này. Mặc nguyên quần áo trên người ạ. Game điêu vãi trưởng. Xong rồi cái nút làm hơi xấu nhé. Đi đá iPad rồi. Đi ngủ thôi. Mệt quá một ngày. Khá là mệt mỏi. Từng 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 từng. Nhưng mà cái nằm như thế này mà ngủ được thì tôi cũng thấy tài đấy. Quần áo thì mặc nguyên, giày còn đeo ở chân kìa. Ô thực ra là cái nhà của mình view đẹp phết đấy chứ. Này, view khá đẹp đấy chứ. Rồi đi gặp thanh niên Barry xem nào. Sao nào thanh niên ấy còn nghĩ quẩn không? Thanh niên ấy ở ngay... Sao đây? Barry! Barry, you fucking asshole! I'm sorry, okay? Sao vậy? Mendez, it's too late. He can't hear you. Your genes were fine, Barry. You were the strongest son of a bitch I knew. I'm so sorry, Barry. What the hell? I'm sorry. Get out of here. Out of my the fuck? One, two, back it up. Now get out. Slow and steady. Đéo. Tôi đéo chấp nhận. Tại sao nó lại tự sát nhỉ? Hay tại vì tôi ngủ lâu quá? Từ từ. Vô lý nhỉ?
another dry, sun-filled week coming your... Ba giờ mười sáu. Đéo phải rồi anh em ạ. Lựa chọn của tôi là sai rồi, từ từ. Bình thường thì tôi sẽ không chơi ấy đâu. Không chơi kiểu này đâu, nhưng mà tôi phải kiểm tra xem là nói chuyện với con rùa xong ấy. Thì nếu mà tôi nói chuyện, tôi nói là cái Andrew là con rùa ấy, thì thằng kia nó có tự sát nữa không? Sao lại vô lý thế nhỉ? Không hiểu. Vô lý vãi cả cực xít ra. Anh ơi, em phát hiện ra Andrew là con rùa anh ạ. Anh lốt tích chờ nhanh lên hộ em cái. Finally decided to get his shit together. For crying out loud, Mendez. Tôi đã thăm mộ của. So much so, in fact, that he preferred to talk to a tortoise instead of you two. That's supposed to be funny. The complete opposite. It's sad as hell. Barry didn't handle Badge's life too well. He made fun of him, so he stopped sharing things. And apart from you guys, all he had was a tortoise. His best friend, a memento of his grandma, till he died, that is. Fuck. I don't fucking believe this. You're bullshitting me. Don't forget, you're worthy. You want proof? Niche in the columbarium speaks for itself. Why would he lie to us, though? He talked about that tortoise like it was a normal person. I just think Mendez would react if Barry admitted that he was talking to animals. Jesus, Barry. I thought he was being a drama queen, but he'd get over it. I gotta go and talk to him. About time. Thanks for your help. This is for your trouble. Don't touch me! I already told you. You ain't got a warrant, you ain't coming in. Damn it, Barry. Can't we just talk? Petrova told me your last case was a real ball buster. Boss told you to keep your lips sealed, huh? Had a similar situation once, you know? Fucking child killer. Dirtbag was on the petrochem board, so it was out of our hands. I remember it to this day. That little kid's t-shirt. Green, with this funny yellow cat. Get in. Mẹ. Đéo mẹ. Nếu mà tôi nói về con rùa anh em ạ. Tôi nói về con rùa, tôi bảo nó là con rùa thay vì nói chuyện với hai đứa đấy coi là bạn thân mà nó không nói chuyện, mà nó nói chuyện với con rùa ấy, thì chứng tỏ là nó đã quá là buồn thảm rồi. Tại vì là khi mà nói chuyện tâm sự thì bọn kia thay vì thông cảm ấy, sẻ chia, thì nó lại kiểu lấy ra làm trò đùa cười cợt ấy. Thế thành ra thằng này nó lại càng buồn. Là tôi nói chuyện thì bọn này nó nhận ra là nó đã không quan tâm thằng Barry kia như nào, xong rồi nó quyết định là vào nói chuyện luôn, thì thằng kia nó sẽ không tự sát nữa. Mẹ đợi đến sáng là thằng kia nó tự sát ạ. Bó tay con gay. Khổ thân. Thôi được rồi, coi như là cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ mà tôi sai lầm, nên là tôi sẽ
reload lại để tôi làm cho đúng. Tại vì là nó cho mình ra thăm cái mộ để lấy cái thông tin ấy về nói chuyện, nên nó không phải là ngẫu nhiên nó cho mình cái đấy. Không, cái việc mình chạy xa tít mù tắp để lấy cái thông tin về con rùa xong cuối cùng mình lại không dùng cái thông tin đấy, thì cái việc chạy lấy thông tin từ chỗ cái mộ ấy nó quá là vớ vẩn. À rồi, tôi rút kinh nghiệm lần này như thế thôi, lần sau tôi sẽ không kiểu xếp lốt kiểu như này nữa. Chấp nhận với những gì mình gây ra. Đó là bây giờ đi gặp Judy thôi. À từ từ, hình như là tôi có đủ tiền để tôi giả cho thanh niên kia rồi đúng không? Bây giờ tôi có 25.000 này. Mà 28.000 mới được hay sao ấy, từ từ. Thử đi xem bán vài khẩu súng đi xem có đủ tiền để ấy không. Cái này nó cứ có mấy thằng cảnh sát, nó cứ có mấy cái hình viên đạn ở kia là như nào nhỉ? Mà tôi đến gần nó không cho tôi đến gần, nó đuổi tôi đi ạ. Đó, ngay ngoài cửa nhà mình là có thằng phạm tội đây. Loạn vãi. What do I say? Từ xem là có cái chỗ nào để tôi bán vài cái đồ đi để kiếm ít vàng về xem nào. Thằng này có 24.000 này, tôi có 25.000. Xeo răng được thêm 800 đô. Sao đứng dậy rồi? About those fights you mentioned. V. Managed to drop every crystal. I believe in you. Cái nhiệm vụ của thằng này là mình phải đi đấm nhau mà. Nhưng mà từ từ tôi đi gặp mà em Judy phát đã. Em gái xinh đẹp. Tại vì là ở ngay gần đây mà. Chỗ kia là chỗ mà mình vẫn ngồi ăn sáng với lại đây, chỗ này là chỗ mình vẫn ngồi ăn sáng với thanh niên Jackie đây. Bây giờ thì chỉ còn một mình. Nice City. Ba gặp Judy phát. Gọi cái gì? Can you talk? It is important. What's important? Có chuyện gì quan trọng? Thằng này nó bảo nó tìm ra cái giải pháp cho vấn đề rồi. Thằng này có một thằng bạn bây giờ xuất hiện ở Night City này, thằng đấy có giải quyết được vấn đề thì phải. Làm sao mà chuyện đó thì giúp được chúng ta điều gì? Hắn có thể tin được không? Thằng này nó bảo mình đến gặp thằng bạn kia và kể cho nó những gì mình đã gặp. Mình vừa hỏi thằng đấy có đáng tin không? Chúng ta sẽ gặp ở đâu? Where's the meet and when? Japantown, after sunset.
I am sending you the precise location. Bọn kia có cái xe ngon quá, tôi đang định chôm. Tôi đang định chôm mà nó rút đồ nghề ra luôn. Bọn này như kiểu là bọn gangster ấy anh em ạ. Không được, nó đông quá. Từ từ, tôi đang từ đầu game giờ chưa được chém nhau phát nào nên là hơi húng chó. Đây là lão kia bảo mình là có một người bạn, chắc là cũng là thành viên quan trọng ở trong cái tập đoàn kia, nhưng mà bây giờ mình phải làm sao thuyết phục được lão ấy tin. Bọn này có 5 thằng. Nó đang bắt người dân ở đây làm cái gì đấy. Khống chế. Tôi sẽ đi vòng đầu này và tôi sẽ xử lý thằng cứt này trước. Chúng mày mù rồi con ạ. Quăng lựu à. Đó, cứ một thằng lên một. Gặp anh. Ui giời, cận chiến với anh là cô sai rồi. Ấn đi. Chết rồi, ấn nhầm. Cái trò này di chuyển bây giờ mình còn chưa tăng được skill di chuyển đấy. Kitty cái cục cứt. Kitty với bố mày à? Kitty với bố mày à? Cần sự tâm trạng. Nhà mày tê. Cứ đã sai. Bắn này. Mọi người đi đi. Mọi chuyện đã được tôi giải quyết. Tôi đã cứu được những người dân vô tội ở đây. Tôi sẽ trở thành những anh hùng. Ngon. Có thằng có khẩu, có thằng có quả katana. Nhìn có vẻ cũng được đấy. Dậy đi anh. Xong rồi, bọn này là kiểu là bang hội chơi mô tô phân khối lớn à. Rồi, không những mình cứu được người, nhưng mình còn lấy được xe nữa anh em ạ. Ngon đấy. Lấy quả này đi. Tôi chưa thử lái. Ấy là trông mình này. Hóa ra là cưỡi xe máy là mình có thể được nhìn cái hình dáng của mình. Đó đi. Này đã đến nơi rồi này. Băng qua đường phát đến nơi luôn. Mất công. Rồi. Ok. Xếp phát. Em chào chị. Đã gặp cậu trước đây bao giờ chưa? Judy có ở đây không? Need to talk to Punch and Judy. She in her den? Yep. Nó Judy đang ở đây. Cái này nó vẫn nhớ mặt mình, nó cho mình vào ạ. Mỗi lần vào đây lại khá là cái trò này, cái né tránh của nó ấy, nó né bằng cách lướt lướt kiểu như này này. Thành ra là lúc mình đang giữ để chạy tiến về phía trước ấy, mà mình muốn lướt ấy thì tôi thấy hơi khó. Thà cái trò này nhá, nó bỏ qua cái nhảy này đi, hoặc là nhảy nó gán vào một phím nào đấy, xong rồi cái lúc mà mình đang chiến đấu ấy. Sao
mờ mờ ảo ảo này nhỉ? Nó mặc cái áo làm mờ à? Ừ, đây nó có cái áo làm mờ mờ ảo ảo này. Vãi đái. Mình đang chạy ấy, mình di chuyển, mình ấn cách thì nó lướt, dùng skill lướt để né tránh thì hay hơn. Đây có mấy cái bản ghi chép gì đây? Đi gặp Judy. Stop telling every joy toy you meet to come here. The hell I'm supposed to do with them all? You so concerned about strays? Go take care of your guest. Suze, we're not done here. Oh yeah, we fucking are. Bà này là bà chủ à? Chào em. You just don't give up, do you? Xinh phết. Got nothing more to say to each other. Thought I made that clear. Or was I just too subtle? Chém gió tí nhỉ? Đấy là bà chủ của em à. She knows what she wants. She your boss? You come all this way just to play who's who at the Mox? Em này em không thích lắm. Chuyện này là như nào? Tại sao lại bị bà chủ mắng vậy? Everyone lives in their own goddamn bubble. And either you fly high or sink into quicksand. Em này xinh quá. Mox's nomads don't seem so different. Both seem to yammer a lot about community, solidarity. Classic dilemma. What comes first? Family or the outside world? This is a club. Nobody cares about your lofty world views. Sao này gắt thế nhỉ? Listen, have you seen Evelyn? Need to talk to her. It's important. Em có thấy Evelyn không? Anh cần nói chuyện với cô ấy, rất là quan trọng. Get it together. Con này nó muốn biết thông tin có phải là mình làm việc với em kia trong cái vụ cướp hay không. What's up with you? Nghe có vẻ như là hai người đã nói chuyện với nhau. Seem to know how the heist went. Meaning you did talk to her. I know how you fucked up. Got all your Joombas killed like a real pro. Caught some lead myself too. Boo-hoo. Tôi cũng bị bắn đây này. Occupational hazard for you, mercs. Sure, I took a risk. We all did. But it was Evelyn who gave it to us in the first place. She knew what this was from the start. Chính Evelyn là người đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi và cô ấy biết mọi chuyện gì sẽ xảy ra ngay từ đầu. But you're desperate. Writing's on your face. Anh có vẻ tuyệt vọng ngay trên mặt anh kìa. Đúng vậy. Okay, let's just say I'm pretty much fucked. Biochip you clept during the heist is killing me. Albeit slowly. Chip ở cái vụ cướp đấy bây giờ đang giết tôi. I know how to stop that. That's why I need to know who hired her. Ngăn nó lại nên là tôi cần phải tìm cô ấy. Let's say I believe you. Nếu tôi mà tin anh. All right. Được rồi. Evelyn's a doll. Evelyn là một con búp bê. I'd look for her there. Where is that? Sig case on my table's got the address. Take it. And once you find Evelyn, give it to her. Automatic love là cái gì? Có một cái hộp xì gà trên bàn của em này. Lấy cái này và sau khi gặp Judy thì đưa cho. Ui. Luxurious. Xinh thế. Xinh quá. À. À, hẹn gặp lại em nhá. Anh sẽ cố sống để quay về đây. Hãy cố gắng sống mà về Lào, về Lào, về Lào, về Lào. A doll. Gì đấy? Why am I not surprised? A doll cái gì? You're an engram in a fading mind. Nothing should surprise you anymore. So we're gonna hit this place, Clouds? Why the hell not?
Đi thôi. Think I just woke up one day looking like this? Đây là bà chủ này. Cháu chào ba. Forget Evelyn. Admit it. This is about Judy's virtues. Bây giờ đi đến một tòa mega building gì đấy. Keanu Reeves cũng là một người rất là mê xe phân khối lớn anh em ạ. Những cái tiếng, những cái âm thanh ghi lại tiếng động cơ xe ở trong game này này là do cái công ty xe của Keanu Reeves thực hiện đấy. Chắc anh em cũng chẳng quan tâm đến mấy cái thông tin đấy đâu. Nhưng mà cứ nói để cho anh em biết thôi. Wow! Ây da mẹ. Cả đầu xe tải mới kinh chứ. Kiss the rip xe phân khối lớn. Tôi vừa nhìn thấy cái gì này, tôi đang nhìn thấy cái gì này. Dây đích. Ui. Rắn chui hang à? Rắn chui vào hang à? Wide open, mở rộng nữa chứ. Vãi cả đái. Slow. Găng 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 găng. Xe máy trong đây lái cũng được. Ui giời. Not too worried. Yeah. Okay. Này lái xe rất vớ vẩn nhá. Không có thằng nào lái xe đúng luật. Từ từ đỗ xe gọn gọn là không chúng nó ăn trộm xe mình mất. Ở dưới đây đang có vụ gì đây? Vừa tôi thấy có vụ gì đây mà. À mấy anh cảnh à? Mấy anh cảnh đang mất cướp à? Em xin lỗi anh. Không làm phiền anh. Bắt thang máy lên trên mây. Cờ lao tầng 12. Braindance chick is hiding something. No coincidence we already saw two tiger claws. Thanh niên Silverhand đang bảo mình là em Judy kia đang che giấu một cái điều gì đấy. Let's get out of here. Tại sao anh lại không tin Judy? I think Judy's lying. Why? Little something called intuition, V. Ever heard of it? Oh, so what you meant to say was you're full of shit. Got it. Đéo. Tôi sẽ tin em gái Judy kia chứ không tin đằng Silverhand này. Đừng có nghe Silverhand. Đéo ghế toàn đinh này. Chết rồi, mình bị tắt nguồn rồi, xâm nguồn rồi. Một lúc sau. Oh, đây là đâu mà hay thế này? Không đến đây thì còn đến đâu nữa, thanh niên kia vớ vẩn, lớp, thôi. Ây da. Sao không có ai vậy? Đây là như kiểu là nhà nghỉ ấy nhỉ? Welcome to Clouds. Xin mời đến Clouds. Where we know what you're looking for. Would you care to jack into the terminal? Tôi tìm Evelyn Parker. Cô ấy làm đây à? Em này nhịn xinh chứ. Give me a moment. Nhưng mà nó vừa nhìn mình với một cái ánh mắt khá là Evelyn's not available at this time. Lúc này Evelyn không available. Tôi cần gặp cô ấy. The algorithm knows best. Trust me, it will choose a doll that will thrill you. Our dolls can change their hair and eye color. Đôn, tức là kiểu là gái gọi ấy. Em Evelyn kia là gái gọi ở đây ạ. Tôi chỉ muốn gặp cô ấy thôi. Please, no need for concern.
Your doll will talk to you about anything you wish. Check in, please. Huh. I'm sorry. Did she finally say anything useful? Fuck the menu. Let's ditch this waitress and take our special order to the chef, point blank. All right, let's do this. This will be a live session, so events may take an unexpected turn. But don't quit if you feel uncomfortable. You could miss out on something truly remarkable. If you feel unready to handle what comes next, you can interrupt the session immediately. Nó bảo là mình vào mà thấy có vấn đề thì có thể ngắt. Afterlife Samurai. Meaning? Nó có nghĩa là gì? You go in as a customer, keep a low profile. They want to keep their cards close, fine. We'll play our own game. Samurai. Samurai. Mình chơi katana mà mình phải là samurai chứ. And saved. Now, bear with me a moment. Scanning your personal profile. You should see compatible dolls in just a second. Bây giờ mình chọn đấy à. Sky kìa, em Sky kìa, nhìn được kìa, em đi vai nhìn được kìa. Vãi cứt Angel là một thằng được dựa. Two matches. Interesting. Is that normal or... Who can say what is normal? You're clearly a unique person with unique tastes. Our system can handle it. So tức là người như mình ấy, thông tin của mình nó đang phù hợp với hai đối tượng. Một là Angel, hai là Sky. An cái cục cứt. Rather go with Sky. I couldn't have chosen better myself. Now for the payment, and you'll venture into the clouds. Giả tiền. Đây tiền đây em. Em này nhìn cái mặt cũng được ấy chứ. Con mắt nó còn cứ thỉnh thoảng kiểu sáng xanh xanh. The entire floor is open to you if you wish to wind down first. Sky awaits you in booth 9. Disconnect, please. Bây giờ mình có thể đi tắm trước, xong em Sky sẽ đợi mình ở cái buồng số 9. Không vào đây gặp em này được à? Mình phải cất vũ khí vào đây ạ. 18 cộng, trong đây 18 cộng anh em ạ. Em kia đợi mình ở buồng số 9 nhưng mà mình có thể đi tắm trước đúng không? Ở đây riêng tư phết đấy chứ. Guess that makes you. Hi, anh chào em. I'm Sky. Xin chào em là Sky. You must be Vincent. Anh là Vincent. Không, anh là Việt. Just V. Only people who know me real well can use my real name. Okay then. V. Ok, Việt, anh ngồi xuống đây, ok. Well, looks like this will be interesting. Nhìn có vẻ sẽ thú vị đấy. So, mặt em này hơi già. You're dying. Vậy vì anh đang chết à? Sao em biết anh đang chết? Deep inside. Ở sâu thẳm bên trong. Anh sợ điều đó. Cower before it. So what if I do? Why do you care? Nếu mà đấy là sự thật thì em quan tâm làm gì? The loudest is that calling for help. Look around. All of this is your doing. Anh đang tìm một người named Evelyn Parker. Tên là Evelyn Parker. Đã từng làm ở đây. Em biết cô ấy không? Em biết cô ấy ở đâu không? Anh cần câu trả lời à? Just not the ones you think you need. Asked you a simple question. Evelyn Parker. Not the most important thing you're looking for, is she? I can smell your fear. Evelyn không phải là cái thứ quan trọng nhất anh tìm đúng không? Em ngửi thấy mùi sợ hãi của anh. Anh còn sợ một cái điều gì khác nữa cơ. Silent. Em có thể nói cho anh Evelyn ở đâu không? Don't have time for a debate. Anh không có thời gian để tranh luận đâu. When was Evelyn last here? Tại sao mà quản lý của em nói là cô ấy không làm ở đây nữa? Evelyn had her own story before it collided with yours.
Evelyn có câu chuyện riêng trước khi mà gặp anh. You always get your way. Em biết là anh sẽ tìm thấy cô ấy. Đéo như vậy. Silent. Why? Think you know me well? Okay. Tell me what I'm so afraid of. Có vẻ như em biết rõ anh đấy. Anh sợ cái gì nào? Everybody's entitled to secrets. Got my own with good reason too. Say it. Say it out loud. Not for me, but for yourself. Một là anh đã chết và bây giờ anh lại đang chết đây. Vui chưa? Anh chỉ có một mình. Now he's gone. Anh có một người bạn thân nhưng mà giờ anh đã đi rồi. Mà anh cũng sắp chết thôi. Everything you need, you already carry inside you. Tất cả những gì anh cần đã mang vào trong anh rồi. What happened to becoming the best in all of Night City? Muốn trở thành tốt nhất trong cái Night City này, đấy chỉ là điều ảo tưởng thôi. I really wanted that, but then all this shit happened. Seems like I was living in a dreamland. I just want the world to know that I was here. Sau khi tất cả những cái chuyện này xảy ra thì anh nghĩ là mình đang sống ở trong mơ thôi. Anh giấc mơ thì anh đang sống ở trong cơn ác mộng. Anh sợ hãi bị xóa sổ khỏi cái sự tồn tại này. Hoặc là sợ trở thành một người khác. People I've lost live on in my thoughts. And that's what I'll be. A memory. Or just an annoying little voice in someone else's head. You don't see death as destruction. The end. But as a change. That thought alone anh could nhận save cái chết your không life. Phải là sự phá hủy mà là sự thay đổi. Silent. Why? Anh sợ những điều không biết. Sợ chết một lần nữa. Anh sợ là cuộc sống sẽ như thế nào. Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống như sẽ như thế nào khi mà trở thành một người khác. I'm afraid of becoming someone else. Forgetting who I am. Mình là ai? You're already becoming someone else. Anh đã trở thành người khác every rồi. Every second of every day. Still, hàng I giây, feel hàng ngày. A connection between who I was and who I'm turning into. What you really fear is becoming someone you don't recognize in the least. Cái anh sợ là trở thành một người mà anh không nhận ra. Vậy thì bây giờ thì sao? So what now? Bây giờ anh sẽ tìm which ra anh cần điều gì. You're gonna tell me? Đó là gì? Em nói cho anh chứ. From anything in your life. Even when you maybe should have. You go through Night City knowing a stray bullet could end you while hailing a cab. But that's never stopped you from taking action. Mình có thể ăn đạn lúc nào nhưng mà nó điều đấy nó không thể là ngăn mình hành động được. But how do I keep up with everything that's changing? You have been keeping up. You've made an impact. Not a single thing in this world isn't in the process of becoming. Anh em có tưởng tượng ra thằng lúc này là Johnny nó đang đứng ở một góc nó nhìn cái cảnh này không? Bây giờ nhìn lại, nếu anh cần phải giết thì hãy giết. Nếu như anh cần phải đốt cháy đến tận mặt đất thì hãy để cho nó cháy. Cảm ơn em, anh sẽ làm điều cần thiết. For all this. Jeez.
Don't even feel like getting up. Few do. But everything has its end. Samurai. What's going on? My good goddamn thing threw me out. Need to talk to you. Talk? You pulled the emergency brake, ripped me out just to talk? What happened? I do something wrong? Vừa rồi là em này bị làm sao vậy? This some kind of seizure? Cảm ơn a lot of things been going on in my head lately. This was different. Nhưng mà nó khá là refreshing. That's what we do at Clouds. I get why people come here. Come back. But I need something else. Tôi biết là tại sao mọi người tiếp tục quay trở lại đây, nhưng mà tôi cần điều khác. Evelyn Parker. Evelyn Parker. Em có biết về cô ấy không? Not much. Không nhiều lắm. Everyone's mỗi người có một khu riêng, their own problems, vấn đề riêng, their own little một khách hàng riêng. It's a fragile ecosystem. Đó là cái ánh sáng nó chiếu lên cái mặt, nhìn bóng nó đổ xuống nhìn ghê vãi. Anh cần em giúp, làm ơn. This some kind of seizure. You gotta help me, please. Cảm ơn đi. I'm no threat, but she could be in trouble. Just want to talk to her, find out if she's okay. Không phải là mối đe dọa đâu. In case you haven't noticed, doll work's not the most secure job in the world. One day you're in, the next you're out, and maybe gone. Anything out of the ordinary happened here lately? Fine. Mình đang thuyết phục em này giúp mình. Heard a customer did a number on her, but that's all I know. Shit like that happens around here way more often than anybody care to admit. You ought to ask Tom. Two of them were inseparable, gossiping for hours on end. Khách hàng đã tấn công cô ấy. I guess. I don't know. Tôi đoán vậy, tôi không Real biết. Mess that was. Security barged in, handled it. Things went silent. Cảnh vệ đã đến giải quyết và mọi chuyện questions here. Yên tĩnh trở lại. Better off not seeing, not hearing, keeping your head down. Where did it happen? Chuyện xảy ra chỗ nào? Her booth. Ở buồng của cô ấy. She was with a client. Gonna just stand there or tell me a number. 11. Số 11. This booth occupied now? Nah. I think it's been out of order since. Need to get inside that booth somehow. Vào trong đó, bằng cách nào đó. And do what? None of your biz. Can you open it or not? Sure. Just don't bother me again. Ever. Talk to Tom. Bây giờ là mình có thể đi gặp thằng Tom để hỏi về Evelyn. Hai là mình có thể vào trong cái buồng của em Evelyn. Ra kiểu gì đấy? Từ từ. Thế Tom là ai? Who's Tom? A doll, like the rest of us. Một búp bê giống như tất cả. Where do I find him? VIP area, booth 2. Thằng Tom đấy nó ở khu VIP ở cái buồng 2. Tôi sẽ phải vào khu của em Evelyn trước. Có hai lựa chọn mà, tôi sẽ đột nhập vào khu của em Evelyn trước. Let's take a look, shall we? Blood. Fresh. Máu tươi cũng còn. But it's a wound rather than a kill. Bị thương nhưng không phải là bị giết. Đây có một cái vali này.
Ôi, tiếc quá, Evelyn lại đi làm những cái việc này. Tưởng là mỗi cái thằng kia là xong rồi, hóa ra là... Tôi nói thật với anh em chứ cái này mà tôi không để sensor là... Nó sao ấy? Sao đấy? Sao mày bị sao vậy? Bị khống chế à? Sao lại ngồi bệnh ra này? Hình như là có thằng vào túm em ấy đi thì phải. Khách kia nó chạy rồi. What do you think? Cyberpsychosis? Sounds crazy, but she could have been remotely hacked. Như em này bị hack, bị hack, bị hack. Weird. Đến khu VIP thôi. Em ok, sao vậy? Sao vậy? Có ai làm gì đâu? Sao vậy các anh? Chắc là tôi phải lốt lại. Ai ngờ vào trong đấy là cái khu cấm. Chỉ khách VIP mới được vào thôi. Hôm nay chơi đến đây thôi anh em ạ. Hôm sau thì tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu xem là em Evelyn bị làm sao. Có vẻ như em Evelyn bị nó hack và điều khiển từ xa. Thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nhé. Hôm nay chơi đến đây thôi. Cũng khá là dài rồi. Game thì tiến triển khá là chậm, nhưng mà tôi thấy khá là hay, khá là cuốn vào các cái nhiệm vụ của game. Có thể nói là game này nó không được như kỳ vọng, nhưng nó vẫn là một tựa game hay đối với tôi. Hẹn gặp lại anh em ở những buổi livestream tiếp theo và những tập tiếp theo của cái Cyberpunk này nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.